hơn 100 tuyến phố chính của thành phố Hà Nội sẽ được lát bằng đá tự nhiên theo quyết định thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành. Theo quyết định, có hơn 100 tuyến phố chính của Hà Nội được quy định lát bằng đá tự nhiên và chỉ được thực hiện với điều kiện đã hạ ngầm hệ thống dây nổi, đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, các công trình kiến trúc hai bên đường đã được xây dựng ổn định, đồng bộ với việc cải tạo, chỉnh trang mặt tiền các tuyến phố. Khoảng hơn 100 tuyến phố khác, chủ yếu các quận, huyện, ngoại thành, được lát bằng gạch Tezzaro hoặc gạch bê tông vân đá. Chỉ có một số ít phố ở quận Đống Đa như Hoàng Ngọc Phách, Nguyên Hồng, Đoàn Thị Điểm, Bích Câu, quận Hà Đông là 3 tuyến, quận Thanh Xuân 9 tuyến và huyện Gia Lâm 3 tuyến được lát bằng gạch block.